Rồi, xin chào quý vị. Hãy có mình đang có mặt ở đường Nguyễn Thái Sơn. Phải gì là chợ Tân Sơn Nhất. Phường 3 quận Gò Vấp bên phải gì á. Và qua đây là đường Bạch Đằng cái gì. Phường 2 quận Tân Bình. Sài Gòn chiều ngày 9 tháng 5 mưa gì? Đang mưa lâm râm nè. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Đây là đường hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Phía trước có cái mô hình chiếc nón lá dành cho quảng cáo vậy đó, rất đẹp ha. À, phía trước cái gì là từ từ đến phi trường Tân Sơn Nhất. À, thì thấy toàn cảnh cái chỗ Bạc Kinh á, bãi đậu xe ấy, không phải là cái đài không lưu, đường vào ga quốc tế đó. Trời đang mưa lâm râm như vậy, bên phải là rẽ vô sân bay. Giờ đi thẳng là đường Trường Sơn đi ra. Super Bowl chơi bowling đầu tiên ở Sài Gòn. Thank you.
Đây, chạy vô hẻm đường tắt qua đường Cộng Hòa thì xem hẻm Tân Bình. Quẹo qua đây là đường Giải Phóng. Rồi, ra đây là đường Cộng Hòa ấy. Rồi, quẹo đây là đường Nguyễn Thái Bình, phường 4 quận Tân Bình. Mưa vẫn còn lâm râm quý vị. Ok, thank you, see you quý vị nha.